mỗi năm một lần tổ chức, 13 năm chưa hề gián đoạn. Đại Việt gái chào năm mới BTV Number One ngày 1 tháng 1 hàng năm không chỉ là sự kiện thể thao mở đầu một năm mới cho đoàn thể cả nước, mà còn là ngày hội của những người yêu thích bộ môn thể thao nữ hoàng. Chào mừng năm mới 2013, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức Đại Việt gái chào năm mới BTV Number One lần thứ 14 năm 2013. Diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Đại Việt gái chào năm mới lần thứ 14. Nội dung chạy đội hình tập thể nữ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của giải, có tổng giá trị tiền thưởng hơn 100 triệu đồng và nhiều giải thưởng tôn vinh cá nhân và tinh thần đồng đội. Giải Việt gái chào năm mới 2014 năm 2013 xứng đáng là một hội tụ của những gương mặt điển hình hàng đầu cả nước, đồng thời như một lời chào năm mới đầy ý nghĩa của thể thao Bình Dương. Chà, ta mong Tất Tân Thành hân hạnh tài trợ chương trình này. Trà Bích Tân Thanh, tận hưởng cuộc sống, không lo bị nóng. Ngon tuyệt.